Tôi kể quý vị nghe cái mẫu chuyện này là vấn đề mà nhân quả không bao giờ sai trật. Cái ông này coi như là ở trên ông trưởng, là coi như là trong lúc đó đó, ông tưởng rằng coi như là cái việc làm ông rồi là không ai nhớ, bỏ quên qua rồi. Cho nên một hôm nọ ông trồng nguyên một cái đám mía, thấy không? Bây giờ cái đám mía của ông hàng ngày cái thằng ở gần sớm á, lúc nào nó cũng lợi để mà coi như là nó đốn mía. Ông mất mấy lần rồi. Mà trong khi đó ông bực bội rồi. Ông nói mày mà đốn mía tao nữa đó nghe, tao sẽ lụi mày. Thấy không? Ông nói như vậy, ông hâm nói như vậy đó. Nhưng mà quý vị được biết đó hen. Tèn đất ơi, coi như là cái đám mía ông gình coi cái là cái thằng đó nhất định coi như nó phải là đốn. Một lần coi như là đốn thì mấy lần sau nó cũng đốn nữa. Cho nên lần nọ ông mới gình. Thấy không? Ông đang gình coi như là trong khi đó vừa coi như là trong cái màn đêm nó phủ xuống trời tối. Thì màn đêm phủ xuống trời tối coi như là nó hơi chạng vạng, nó mờ vậy đó. Nó đâu có rõ ràng thấy đâu. Ai về đâu cái thằng con của ông. Thấy không? Thằng con ổng á lò mò nó ra. Nó ra coi như là nó đốn mía mà không biết nó chơi với bạn bè sao nó rủ nhau đi đốn mía là mía của ông già tao. Thôi giờ không ấy coi như là mày đi đốn mía với tao ăn. Thì ổng mài cái mát bén thiệt bén vậy đó hen. Từ ở xa bắt đầu ổng mới phóng. Thấy không? Ổng phóng làm cái sọt một cái đó hen. Tới chừng ổng nói rồi vậy là mày chết. Mày coi như là đốn mía tao giờ mày phải đền tội. Tới chừng móc ra rồi đó là cái thằng cháu coi. Quý vị mình biết. Rồi bây giờ ổng coi như là hết sức, coi như là tối tăm mày mặt trơn trời. Tối tăm mày mặt ở trơn trời. Rồi bây giờ coi như là lỡ rồi biết sao giờ. Coi như là cũng như là lúc đó coi như là ổng cũng ém nhẹm nha. Để cho cái chuyện nó im, tưởng như là bỏ qua là mất hết. Thôi chứ quý vị, tại vì cái việc gia đình của ổng mà. Cái chuyện như vậy tưởng đâu coi như là ngày qua, tháng qua, trôi qua, coi như là nó mất, nó không còn thấy, phải không? Ai về sau cái thằng coi như là cháu nội của ổng, nó mới đầu thai trở lại là cái người ở đằng xóm. Ở xóm đó coi như là xóm trên đó coi như là khoảng cỡ chừng là chừng là 200 thước vậy hả? À. Rồi hằng ngày bắt đầu sau khi nó lớn lên nó càng ngày nó càng khôi ngô tấn tú và cái duyên nghiệp nó có cái chỗ đeo đẳm với nhau. Cho nên bây giờ đó quý vị được biết đó hen. Thì cái chuyện nó trôi qua mất tiêu coi như là suốt trong thời gian gần 10 năm rồi. Mà cái thằng nhỏ hằng ngày nó tới lui chơi với ổng coi như là càng ngày càng mật thiết. Rồi bây giờ quý vị biết ổng bồng nó rồi ẵm nó rồi vui xa với nó có gì cũng cho nó ăn. Một bữa nọ cái thằng nhỏ đó nó mới ra đi mà hè đi một vòng vậy bắt đầu cái nó thấy cái trái đu đủ á, coi như là cái trái đu đủ nó vừa chín coi như là vừa mối dịch á, nó ra coi như là nó mừng quá tèn mừng á, nó ông ơi bây giờ coi như là có trái đu đủ ông thèm quá bây giờ không có ra được mà hái trái đu đủ. Cái nó lấy cây nó cà chọt hoài nhưng mà trái đu đủ nó là nhỏ làm sao rớt được. Cái ổng nói thằng đất ơi mày không ấy bây giờ nên gì đi bây giờ không ấy bây giờ mày là chẹo lên trên cái vai tao rồi tao sẵn có cái mát này nè rồi bây giờ mày lấy coi như là mày chọc gì nè mày chọc cái là trái đu đủ xuống rồi ăn chứ có gì đâu. Cái nó nghe lời nó vậy cũng được rồi hen, bắt đầu nó chèo lên cái vai của ổng á, chèo lên cái vai ổng bắt đầu nó nhón nhìn là trái đu đủ coi như là cũng hơi cao vậy đó, bắt đầu nó lấy bắt đầu nó dùng sức bắt đầu nó chém gì một cái trái đu đủ đó hen. Thì trái đu đủ trong khi đó nó không trúng trái đu đủ mà nó hụt trái đu đủ. Thì cái mát bắt đầu từ ở trên đó bắt đầu nó quất xuống bắt đầu sao nó giấu nó đâm lại cái bụng của ổng. Đâm cái bụng của ổng như ổng quỵ ngang rồi ổng chết luôn. Thì lúc trước coi như là ổng đâm cái thằng đó. Nó chết ở trong cái đám mía. Rồi bây giờ nó quay trở lại đó là nó chọc trái đu đủ bắt đầu nó quất một cái nó cũng đâm ngay chân cái chỗ đó. Là trúng ngay chân chỗ đó là ổng không chết luôn, quỵ tại chỗ ổng chết. Quý vị mình thấy nhân quả không? Như vậy là cái nhân quả mình tạo ra rồi tất nhiên là không bao giờ bị mất được phải không? Không bao giờ chạy sai được phải không? Trồng từ bi có trái từ bi, gieo bạo ác lên cây bạo ác, luật nhân quả thẳng tay trừng phạt vô lượng ai tạo tác bất lương. Ăn chanh muốn ngọt ngào không được, làm giữ mong muốn phước khó thai, một cùng với một là hai, chồng chi hưởng nấy xưa nay không lầm, phải không? Như vậy thì bây giờ coi như là cái lưới trời lồng lộng thưa mà không có lọt. Mặc dù ở thế gian này là cái ông đó coi như là ổng là lọt được cái lưới của thế gian, có nghĩa là lực hình không phân xử ổng. Nhưng mà ở đây coi như là cái lực coi như là âm dương đó, không bao giờ mất đâu, phải không? Như vậy là coi như là chúng ta đã tạo ra rồi coi như là không bao giờ mất được. Mình có một cái tâm mưu hại gì ai đâu đó hen, thì bây giờ phải chịu trả quả thôi, không bao giờ sai trật, phải không? À, còn cái ông cái này là ông ba đây nè, ổng ở coi như là ở trên coi như là khoảng tôi coi như là hơn chừng 3-4 cây số gì đó hen.
hằng ngày của ổng đó là quý vị được biết đó hen, ổng có cái chiếc ghe ổng đậu cặp coi như là cái mương như gì nè, rồi quý vị được biết đó hen là cái con chó ở đằng xóm đó hen, là con chó này nó hung dữ lắm, mà nó hãy gặp ai rồi bắt đầu nó nhào ra là nó sủa vừa nó muốn cắn không. Ổng ghét con chó này vô cùng, ổng nói tao thuốc cho mày chết, mày gặp tao coi như là mày sủa mày muốn cắn tao không, giọng con chó này không ai ưa hen. Cho nên bữa nọ ổng ấy coi như là cái con cá lóc đó ổng nướng chui coi như là nó vừa thơm mà vừa ngon, bắt đầu ổng để thuốc chuột ở trong á, để thuốc chuột trong cái con cá lóc nướng chui á, rồi ổng mới thảy xuống với cái chiếc ghe, mà cái chiếc ghe đó là ổng biết là cái con chó thường hay có xuống chiếc ghe đó nó nằm tặng nó giữ của à, như vậy thì bây giờ ổng làm thực hiện xong rồi nó ta cho mày chết, ổng thuốc cái con chó. Ai về đâu ổng nướng con cá lóc nướng chui rồi ổng để thuốc đâu đó đàng hoàng, có nghĩa là thơm phức chân, mà ai về đâu coi như là cái thằng cháu nội của ổng nữa, thằng cháu nội ổng xuống với chiếc ghe chơi gặm cá lóc thơm quá thơm ăn, nó gặm cá lóc thơm quá bắt đầu có nó ăn đã đầu bắt đầu thấm thuốc chuột rồi bắt đầu nó dễ tê chết. Cái ổng là cái tâm độc của ổng thuốc cái con chó, mà con chó chưa chết mà cháu nội ổng chết, thấy không, ngậm máu phun người đó mà con người chưa coi như là dính máu mà cái miệng mình dơ trước, phải không? Cho nên coi như là con người chúng ta tạo cái nhân nào thì hưởng cái quả nấy, không bao giờ sai trật được. Người trong hạ giới chớ khinh lưới trời, con ơi Phật lập lời nói trước, đèn hạ quân vô phước thì nhiều, nghiệp mê không những khó tiêu, quả sầu trái lại dễ chiêu vào mình. Cho nên coi như là nếu mà chúng ta tạo cái nghiệp rồi là không bao giờ mất được, nó coi như là cái nghiệp đã tạo ra rồi, tất nhiên là mình phải hưởng thôi, giàu ít hay là giàu nhiều. Nếu như mà bây giờ ít á, thì bây giờ trả ít, mà cái nhiều tất nhiên là phải trả quả nặng, chứ không bao giờ sai trật được, phải không? À, vì vậy cho nên á, là hồi xưa đó quý vị được biết á, là một cái vị cao đồ của Đức Thầy đó có kể qua cái mỗi chuyện, cái ông này coi như là giàu tột bực, giàu có coi như là mà keo kiệt, mà không giúp đỡ gì cho ai chứ. Xưa có một cái người này giàu tột bực, nhưng trong lòng sâu một nhỏ nhoi của mình thì một điếu không lòi, của người chút đỉnh cũng môi mút về, rồi bắt tôi tớ nặng nề công việc, nhưng lương tiền keo kiệt không cho, làm bao nhiêu cũng bỏ kho, ai nghèo mặc kệ không có lo giúp giường, phải không? Người giàu ấy lâm chung sau đó liền đầu thai làm chó trong nhà, thấy ai đến cũng sủa la, ngày đêm thường sợ người ta lấy đồ, lúc nào cũng ăn dơ ở bẩn, thường bị người đánh mắng không kiêng, khi đau chẳng có thuốc men, đến chừng chết chẳng ai thèm cất chôn. Vậy mà thế mà cũng chưa xong hết nghiệp, liền đầu thai làm kiếp bần cùng, làm thân nô lệ tứ tung, cơm không là no bụng mà áo không mặc lành, nghĩa là đầu thai lại cái con chó, rồi quay trở lại đầu thai lại con người, mà đầu thai lại con người coi như là cũng là bần cùng khổ sở nữa, phải không? Cho nên bị đọa lạc vào nơi cầm thú, sống theo lòi ruồng rú ngu đần, sao dù trở lại nhân thân dễ quen tánh thú nhiều hơn tánh người, phải không Tấn? À, như vậy bây giờ nếu mà mình đọ vào trong cái lầu đó rồi, sau mình đầu thai trở lại đó hen, là con người mình bị ngu đần, đạo lý cũng không có, nhân nghĩa cũng không có, mà con người chúng ta sợ chỉ mà biết đạo lý như vậy đó là ở cõi trên xuống không. Tôi nói thật tình là nghe Đức Phúc và tất cả chứ quý vị, mình là ở cõi trên xuống chứ không phải thường đâu. Cho nên Đức Thầy mới nói có không có, Đức Thầy nói nở đâu lại dài bừa đồng lõi, cũng gốc ngài thượng đế, không thượng đế xuống trần mới hoài đầu nghe tiếng chuông ngân trở về chốn cũ cho gần Phật tiên. Còn những cái hạng mà thành phần mà bây giờ đó, từ ở dưới mà nó đầu thai trở lên rồi đó hen, là không có đạo lý gì chân trời, tại vì cái tánh nó quen rồi, tật của nó là đã như vậy rồi. À, như vậy thì quý vị mình được biết coi như là con người mình coi như là có đạo lý, là nhờ chúng ta hấp thụ hồi kiếp trước đó, là chúng ta có tạo cái tạo nhân. Cho nên là ông Thanh Sĩ ông mới nói cho chúng ta biết đó hen, là duyên là được làm người là mai muôn thở, cũng là do xưa có duyên lành, bây giờ nếu biết tu hành tất là sẽ được trở thành Phật tiên, là duyên lành kiếp trước chúng ta đó có tạo, giữ ngũ giới đầu thai bây giờ mới được thân làm người, chứ không phải là đơn giản đâu. Vì vậy cho nên nếu mà chúng ta không có biết quay đầu trở lại để mà tránh đi cái lực nhân quả ha, mà chúng ta sẽ vướng vào coi như là bị nặng lắm, chứ không phải là chuyện đơn giản đâu. Rồi chứ quý vị, còn một cái ông này đó, hồi xưa coi như là kể chuyện lại đó, ổng làm quan. Ổng làm quan nhưng mà vô từ bất lương, có nghĩa là không thương dân lành. Cho nên tàu bè hữu dụng khi lục ngập, tàu đạo nghĩa thì cần thiết lúc ly lòn, kẻ hữu quyền đừng có ngó ngang, nên lấy đó mà chấn an dân chúng. Mà đã làm quan làm quyền rồi mà không chịu coi như là chỉ để mà giúp tới thế độ dân, mà ông làm hung làm ác không. Cho nên ông này coi như là được mệnh danh nữa là ông quan coi như là võ.
mà trong khi đó ổng bất lương coi như là vô đạo. Cho nên mỗi lần ổng đến thôn hương bắt dân làng phải nộp lương nộp tiền, bò heo có phải khiêng đến nạp, có gái sinh là phải dắt tới hầu, bắt dân làm việc ngựa trâu lớp thì bị giết bị tù thảm thương, gặp già cả không nhường không kể, thấy tăng sư đó không lễ không chào, rất là ngạo mạn tự cao, không tin nhân quả mà chẳng nao từng quần. Một hôm nọ đó sau cơn yến tiệc, bỗng nhiên ông có thổ huyết chết đi, mới sanh làm ngạ quỷ tức thì, mặt mày xấu xí dị kỳ hình dung, cổ quá nhỏ vật không nuốt chảy, bụng thì to bằng cái bụng trâu, ngày đêm đói khát buồn gầu vất vơ chẳng có chỗ nào ân thân, cơm vừa đút tới mồm thành lửa, nước ngậm vào miệng quá dầu sôi, làm cho phỏng lưỡi cháy môi, chịu điều đói khát đanh hôi suốt đời. Có quả báo nên khuyên hướng thiện, không đáo đầu thì ai khuyến trừ tà, chết rồi tội mới thấy ra, chừng ni có hối cũng là muộn thôi. Chỉ sơ lược một vài nhân quả, cho người đời nhớ có trả dai, để mà uống nắng cho ngay ngõ hậu, tránh cái hậu lai bất lành. Thấy không? Cho nên bây giờ chúng ta để tránh đi coi như là cái luật nhân quả sau này mà chúng ta đã tạo gây, mà đã tạo gây tất nhiên là chúng ta phải hưởng thôi, không bao giờ sai trật được. Dầu cho trải qua trăm ngàn kiếp đi chăng nữa, cái nghiệp này như là chúng ta tạo cũng không bao giờ mất được. Giống đã gieo rồi là chúng ta đã tạo ra rồi là không bao giờ mất. Nhân duyên hội ngộ thời thì quả báo quần tự thọ. Cái nhân duyên đã đến rồi thì không bao giờ sai trật được, nó không bao giờ mất. Hãy tạo ra rồi tất nhiên nó nằm đó, im đó. Mà nếu mà không có mà gặp một cơn mưa rồi đó hen, thì bây giờ nó vẫn nằm im như vậy. Rồi tới cơ hội đúng rồi đó hen, bắt đầu nó đâm chồi nảy tược, là khi đó chúng ta phải hưởng ha. Cho nên có nhiều khi quý vị đã thấy trên cái hiện tiền gì đó hen, thôi cái ông đó làm nghề đồ tể, cái ông đó ác đức sát nhân, mà tại sao ông sống hoài, thấy không? Đúng lý ra coi như là cái thành phần này coi như là ác phải chết sớm, thấy không? Mà tại sao ông làm ác mà ông giàu? Còn mấy cái người coi như là làm hiền lương mà tại sao nghèo khổ hoài, thấy không? Nhưng mà quý vị được biết đó là cái nhân của người làm ác nó mới làm trong hiện tại, nhưng mà cái quả nó chưa mùi. Còn cái người mà làm hiền lành á, mà bây giờ nó nghèo khổ đó, là tại vì bây giờ trong khi đó mới tạo ra thôi. Cho nên coi như là trong khi đó chưa có được hưởng, không? Người làm ác á, là có khi mắc nạn. Kẻ lăn loàn đó là đặng mạng giàu sang, đó là nợ trước còn mang, viên kia chưa dứt còn đang thưởng đền. Nếu dẫu trách đó, người trên thì đó cũng có khi tai quả trả liền. Đó là báo ứng nhãn tiền mau thì mình chịu, lâu chuyện cháu con. Cho nên nếu mà mau thì mình chịu, mà lâu chuyện cháu con ở gần tôi như là con chích đó, ổng làm nghề thuốc bắc, mà trong khi đó là đức thầy nói đó là mấy ông thầy thuốc lan xa cũng là mổ mật người ta lấy tiền. Quý vị được biết hen, sao ổng sanh con đó hen, đất ổng coi như là cò bay thẳng cánh luôn, giàu có cỡ đó vậy đó. Mà tới chừng sau này con nó phá sản hen, bây giờ sanh mấy đứa con nó bị tật nguyền, nó mất trí nị tùm lum trăn trở, đó là cái báo ứng nhận tiền. Ủa, nhận tiền. Rồi cái ông gần ở trên tôi đó hen, coi như là ở đây là ông Bảy Thành biết hen, làm cái nghề coi như là buôn bò, bán bò á. À, nhưng mà giờ có mấy đứa đi sinh đó, ông Thành nhớ không? Đó, bây giờ những người đó coi như là bây giờ nó mất trí, ngày nào cũng đi lụm ve chai, ngày nào cũng đi lụm bọc, coi như là có cũng lụm, không có cũng lụm, coi như là giác cây gậy mà đi thước tha ngoài đường vậy. Ngày nào cũng như là đó, cũng như cái nghiệp hạnh. Đó là mau thì mình chịu, tất nhiên là bản thân mình chịu, còn lâu chuyện cháu con, tất nhiên là cháu là con phải chịu, chứ không phải là đơn giản đó. Cho nên bây giờ mình thấy vậy coi như là mình phải ráng tu, coi như là để mình tránh đi coi như là cái luật nhân quả, chứ không phải là cái chuyện thường thôi chứ quý vị. Nó như vậy là quý vị mình được biết đó, là khi coi như là Đức Phật coi như là đã thành đạo rồi đó hen, mà còn phải bị coi như là cái nạn kim thương ma mạch, là lúc đó Đức Phật tiền thân Đức Phật coi như là đập đầu cá. Bây giờ kiếp sau Đức Phật phải chịu coi như là nhức đầu, thấy không? Rồi một hôm nọ Đức Phật coi như là đang ngồi ở tại tỉnh xá Kỳ Hoàng, bỗng nhiên có cái kim thương bay trên không gian, bay dục vậy đó. Rồi ông Ngục Kiền Liên đó hen, ổng có thần thông đệ nhất, ổng có dùng thần thông, ổng đẩy cái kim thương đi chỗ khác. Đức Phật nói không, cái kim thương này là do nơi cái nghiệp của ta tạo, thì bây giờ để cho ta trả, cho Như Lai trả. Thì bây giờ Đức Phật vừa duỗi cái bàn chân ra, rồi cái kim thương từ ở trên nó không trang đó hen, bắt đầu nó phóng sắn xuống coi như là cái chân của Đức Phật chảy máu. Rồi nhân đó Đức Phật mới thuyết pháp cho tất cả các đệ tử nghe, là hồi xưa nó là ta là một cái vị thiền trưởng, có nghĩa là đi buôn, rồi bây giờ trong tất cả các người ở trên mạng thiền là phải cậy nhờ ta hết,
nhưng mà có cái toán hải tặc nó coi như nó xâm vào để mà nó coi như là nó cướp biển, cho nên ta phải ra tay. Mà chính vì ta ra tay, ta dẹp coi như là cái bọn cướp biển đó đó. Mà giờ cái nhân đó ta tu coi như là nhiều đời nhiều kiếp, vô lượng kiếp rồi, mà bây giờ coi như là cái dư báo này cũng phải còn. Cho nên là tất cả các nghiệp đều sạch hết, nhưng mà cái này còn, thôi bây giờ ta chấp nhận để trả. Cho nên bây giờ Đức Phật duỗi cái bàn chân ra là kim thương từ trên không gian sắn xuống bàn chân Đức Phật. Thấy không? Đã là Như Lai rồi mà trong khi đó Đức Phật còn phải nói cho tất cả các vị đệ tử là phải trả như vậy đó. Là cái nhân quả không bao giờ sai trật. Nhưng bây giờ cái người tu chúng ta đó là nhờ cái kỳ xá tội. Kỳ xá tội nay còn một lúc sao không tu đặng có hưởng nhờ. Là mình nhờ xả tội, chứ còn mình không có chỗ mà xả tội đó, hay là mình trả quả cái đó là mình tu không có nổi đâu. Thật sự là vậy đó. Thưa chứ quý vị, như vậy thì bây giờ đó là tất cả quý vị mình được biết là cái nào cũng nằm trong nhân quả. Ở trong thế gian này, nhất ẩm nhất trác gia do tiền định, một miếng ăn một ngụm nước đều cũng do nơi tiền định là đặt yên số phận mình hết. Không có ai sai trật coi như là cái lực nhân quả hết. Mà mình bây giờ tu tất nhiên là bây giờ phải nằm trong cái lực nhân quả mà Đức Thầy nói là luật nhân quả thật là cao diễn, suốt cổ kim không lọt một ai, vậy ta nên làm việc thẳng ngay, cứ bền chí có ngày thông thả. Thì bây giờ ai làm vậy đó, làm bây giờ mình tin vào trong lực nhân quả đi. Rồi bây giờ mọi sự đến với mình, đau bệnh, hoạn nạn, tai họa, người ta nói xấu mình, người ta làm vậy đó làm, thì bây giờ cái đó cũng là cái nhân quả hết. Tại vì hồi xưa coi như là mình nói xấu người ta, giờ người ta nói xấu mình. Hồi xưa coi như là mình là chửi người ta, thì bây giờ người ta chửi mình chứ có gì đâu. Mình tin vào trong cái lực nhân quả đó, thì bây giờ mình không bao giờ buồn của bác anh em chứ không đạo. Cho nên cái bậc quân tử đó là tri thiên mạng, là chi nhân. Nếu mà coi như là bất quán thiên, nghĩa là bất dư nhân, có nghĩa là không coi như là quán trời mà cũng không có trách người, mà nên biết, nên trách mình. Trách mình tất nhiên là tự mình làm, coi như là trong khi đó là mình coi như là mình hưởng thôi, chứ không có ai coi như là tạo ra cho mình hết. Nó như vậy tất nhiên là mình mới tu mới ngon lành ha. Như vậy thì bây giờ kể cho quý vị nghe cái mẫu chuyện này đó hen, là để mà kết thúc vào trong cái chuyện thưa bác chị quý vị. Bây giờ có một cái ông này nhà nghèo, bây giờ trong khi đó đó ổng mới thấy trong cái hoàn cảnh gia đình nghèo khổ quá đó, thì ổng mới nói với bà vợ nó, thôi bây giờ cái hoàn cảnh mình nghèo khổ quá, thôi giờ bà không có cho tôi đi qua bên kia, đặng tôi kiếm chuyện tôi làm, kiếm chuyện nào mà tôi làm nó có tiền đặng nuôi vợ nữa con. Cái bà vợ nó, thôi giờ coi như là ông làm gì làm, tôi nhắc nhở cho ông câu nghe, là nghèo cho sạch, gách cho thơm, dù cho khổ khó đừng trơm của người nghe. Bây giờ ông đi đâu làm ăn gì làm mà đừng có ăn cắp trộm ta được à. Nhưng mà ông đi trong thời gian qua bên kia, cái ông trưởng giả ông mới nói, ông mới nói coi như là bây giờ coi như là nếu như mà ông muốn làm mà mướn cho tôi đó hen, thì ông làm gì cũng được, nhưng mà có một điều kiện đó hen, là bây giờ coi như là tôi đó thì tôi chỉ ông làm gì thì ông làm nấy, nhưng mà trên tuyến đường đi đó Phúc, ông đi dài đường như vậy đó hen, thì ông gặp coi như là một cái chùa. Mà cái chùa này đó hen, bây giờ là mưa lòng gió lọt, coi như là nắng giải mưa chang, mà coi như là ông gặp coi như là ông động tình vậy đó. Mà ngặt ông nghèo không có tiền rồi sao giờ. Ông nói với ông chủ trì, ông nói gì chứ bây giờ ở đây không có ai giúp cho chùa truyền lợp được cái nhà, cái chùa gì sao mà giờ để cho cái chùa mà cái hư gách dữ vậy á. Cái ông chủ trì nói, tèn đất ơi, tôi cũng muốn lợp lại cái chùa đó lắm nhưng mà không có tiền. Cái ông Triệu Đình Ngọc này đó, ông mới nói nó, thôi bây giờ tôi cũng nghèo như ông, nhưng mà tôi có tấm lòng, mà tấm lòng không biết làm sao giờ coi như là để mà thực hiện được cái điều này, thôi giờ tôi hứa với ông nha. Tôi hứa với ông đó hen, là tôi sẽ coi như là làm có được một số tiền tôi sẽ gửi về cho ông, để mà trong khi đó để mà ông là lập lại cái chùa. Chứ quý vị, thì bây giờ coi như là việc làm của ông bắt đầu, ông đi qua bên gia đình ông trưởng già, thì quý vị mình được biết cái việc gì xảy ra. Thì bây giờ trong khi đó ổng qua bển, ổng hợp đồng với ông trưởng giả, ổng nhận được một số tiền, ổng quay trở lại ổng nói trưởng giả, ổng nói tôi là nhận một số tiền tôi làm cho ông, nhưng mà bây giờ tôi thấy cái chùa kia nghèo khổ quá, thôi bây giờ là ông cho phép tôi coi như là trở về, coi như là để mà tôi mà lo xây sửa cái chùa xong rồi đấy hen, là tôi sẽ trở lại coi như là làm việc cho ông. Nói xong rồi cái ông trưởng giả nói, thôi cứ việc làm vậy đi, rồi qua đây làm cũng không có muộn. Thôi chứ quý vị, thì bây giờ ông quay trở lại, ông cất cái chùa đâu đó xong xua đàng hoàng, chân lợp kính đáo xong rồi bắt đầu ông làm cho ông trưởng giả khoảng cỡ chừng một năm. Một năm sau như vậy đó thì tự nhiên ông phát bệnh. Mà trong khi ông phát bệnh lên rồi để hen, cái bệnh không phải là cái bệnh tầm thường, là cái bệnh hủi đó, cái bệnh cùi đó. Cái bệnh cùi coi như là trong khi đó quý vị được biết cái bệnh đó coi như là không còn làm ăn gì được trơn trời. Cho nên cuối cùng rồi để hen là ông phải xuống cái chiếc xuồng nhỏ để mà ông đi xin ăn.
khi mà ông đi xin ăn đó, ông đi dài dài ông xin ăn đó hen, thì quý vị được biết đó hen, thì cái chuyện gì xảy ra tới bây giờ cái cùi rồi không có ai mà hỗ trợ chứ ổng ở chân cái chỗ mà ông đi xin ăn bữa nọ coi như là gặp cuồng phong bão tố, cho nên cái chiếc thuyền của ổng, chiếc xuồng của ổng coi như là bị chìm. Mà khi đã bị chìm rồi coi như là ổng chết xuống là dòng sông rồi. À, cho nên người ta mới thấy cái ông cùi chết vậy, bắt đầu người ta mới vớt về, người ta mới truy tìm ra coi như là ổng về gia đình, ổng mới đem về cho gia đình ổng coi như là chôn. Mà khi đem về gia đình chôn rồi cái bà vợ bắt mạng, bà nói tèn đất ơi, ông chồng của tôi nghe nói ông cất chùa, ông lợp chùa người ta đấy, trong khi đó coi như là tưởng đâu là phước đức, mà ai ngờ đâu mà trong khi đó mà ông làm từ thiện làm phước đức như vậy mà giờ coi như là ông chết, coi như là bị bệnh cùi chết rồi chết té dưới sông nữa. Cho nên coi như bà bả mới lật cái bàn tay của cái ông chồng là ông Triệu Đình Ngọc đó, ông bả mới viết lên cái là ba chữ là Phật bất linh, coi như là trách trời. Ông trời ông Phật gì mà không linh gì chứ, trời ông chồng tôi làm phước như vậy mà bây giờ coi như là phải coi như là bị cùi chết rồi, bị coi như là té dưới sông chết nữa. À, cho nên là bả mới viết là ba chữ là Phật bất linh, rồi xong bắt đầu là sớm gì bắt đầu mới xúm lại chôn. Mà khi chôn xong rồi đó hen, là khoảng cỡ chừng hơn một tháng sau đó hen, là bị ông trời ông quất một cái nữa, đánh cái mã tanh bành luôn. Đánh cái mã tanh bành ở trơn trọi luôn. Như vậy coi như là dồn cho ổng coi như là nào, coi như là bị nghèo. Một nghèo coi như là hai nữa là bị cùi, ba nữa là bị té dưới sông, và cuối cùng bị trời đánh cái nữa. Cô bác anh em trong đạo, cho nên bây giờ nguyên một cái xóm đó người ta bất mãn. Bất mãn cái ông này, ông làm phước cỡ này nữa mà ông còn gì không? Bị nặng như vậy còn mình làm được có hơi hám gì đâu. À, cho nên là sau trong thời gian khoảng cỡ chừng coi như là mười mấy năm sau, à, mười năm sau, thì bỗng nhiên coi như là ở cung điện của cái ông vua đó, ông mới sanh ra một cái vị thái tử. Mà vị thái tử này khác biệt hơn bao nhiêu người khác, cứ coi như là hai cái bàn tay cứ nắm gì hoài, không chịu mở. Rồi ông vua mới ban truyền khắp cả các đại phu, tất cả các người coi như là ở trong nước đó, là bất cứ là thầy lương y nào giỏi, mà nếu ai mà trị bệnh cho thái tử là một là không còn khóc, hai nữa là bàn tay được mở ra, ông sẽ chia cho nửa giang sang đất nước và vàng bạc châu báu. Mà bất cứ thầy thuốc nào đến coi như là điều trị cũng không hết, không ai điều trị được hết. À, cho nên một hôm nọ coi như là ông muốn bế tắc rồi, bây giờ coi như là không còn cách nào hết. À, cho nên bây giờ một hôm nọ coi như là có cái bà vợ, bà vợ của ông này, ông đi ngang đó, người ta bu gần gần đó, bà cũng ghé coi chơi vậy thôi. Nghe coi chơi là cái chuyện gì chứ bà đâu có tài năng gì đâu mà vô đó đi trị. Lương y diệu thủ mà không còn trị được, mà bà này có gì đâu. Mà bà mới vừa ghé vô đó là bà coi thử coi sao, người ta cái chuyện gì mà bu y y gần gần vậy. Bà mới vừa bước vô rồi cái thằng nhỏ Ninh không khóc nữa. Không, nhỏ Ninh không khóc nữa. Mà chẳng những nó nín nó hen, mà cái bàn tay bây giờ nó không còn nắm nữa, mà nó xè ra. Mà nó xè ra rồi bây giờ cái bàn tay lúc trước bà viết ba chữ là Phật bất linh, mà giờ nó hiện lại, nó đổi lại một chữ giữa là Phật rất linh. Chữ bất nó thành cái chữ đất, nghe không? Là Phật rất linh. Tất nhiên là bây giờ mình nghĩ rằng trời Phật là không công bằng, mà ai về đâu là hoàng thiên hữu nhãn. Ông trời luôn luôn lúc nào cũng có mắt và nhìn xem coi như là tất cả việc làm của chúng sanh. Trời chẳng bỏ rơi kẻ chánh chơn, sau lưng chân chánh có thần nhân, nguy nan có gặp lòng đừng thối tai, ách dụ mang dạ chẳng sờn, phải không? Ở nghĩa người quên chứ trời nhớ nghĩa, làm ơn kẻ phụ cho Phật ghi ơn, phải không? Cho nên bây giờ những người nào mà làm việc thiện đó thì bây giờ không bao giờ mất đâu, không có mất. À, cho nên bây giờ tự nhiên bây giờ cái đứa trẻ đó là thái tử, nó xòe cái bàn tay ra mà đổi lại cái chữ đó, rồi bắt đầu tất cả các quan canh gác đó bắt đầu hốt bà liền, giữ bà lại liền. Nó như vậy là bà là một cái người lương y diệu thủ, bà là một cái người trị bệnh cho thái tử. Mà ông vua ông đã coi như là quân bất khí ngôn, ông vua là hứa ra một lời rồi là không bao giờ mà nuốt lời. Cho nên ai mà chữa được cái chứng bệnh của thái tử là chia nửa giang sang, và đồng thời vàng bạc châu báu đó là phải cho. Cuối cùng rồi bà này bà giàu lên một cái coi như là khủng khiếp luôn, không? Giàu coi như là được vua coi như là ban tiền vậy. Rồi như vậy thì từ đây trở về sau coi như là bà trở nên một cái vị coi như là giàu có nhất coi như là ở trong coi như là đất nước. Nói không? Như vậy thì bây giờ coi như là quý vị mình nghĩ giống như là cái ông Triệu Đình Ngọc như trên ha. Rồi bây giờ mình thấy rằng coi như là khi mà coi như là làm việc phước đó là không có thấy, không có thấy, nhưng mà bây giờ sau này cái hưởng đó hen, là trong khi đó là quý vị mình thấy cái hưởng vô tận không? Vì vậy cho nên bây giờ hôm nay chúng ta làm phước một cái điều gì đó thì sau này chúng ta sẽ hưởng không bao giờ mất đâu. À, giống đã gieo người dẫu có quên đúng ngày khác, tự nhiên nó đến, nghiệp lực cất mạnh vô bờ bến, ngàn muôn năm cũng chẳng mất đâu. Giống nghiệp càng chăm gốc rễ sâu càng nảy nở, dài lâu khó nhổ. À, cho nên nghiệp
cõi trần thế để lòng ham hố. Thì bây giờ nếu như chúng ta mà ham hố như vậy, chắc chắn là phải sanh trở nơi trần. Lòng hằng mong cõi Phật được cần, thế nào cũng sanh lên cõi Phật. Như vậy là lực nhân quả không bao giờ trật, tất nhiên là cái lực nhân quả nó vốn là như vậy. Vì vậy cho nên thôi thì bây giờ là chúng ta là cái người tín đồ của Phật giáo Hòa Hảo, chúng ta tin vào trong lực nhân quả hiện tiền. Lực nhân quả coi như là trong khi đó, nếu như hiện tại chúng ta đã tạo gây mà không trả ngay trong hiện tại thì bây giờ tương lai cũng phải trả, nhiều đời nhiều kiếp sau cũng phải trả, không bao giờ mất đâu, không bao giờ mất được. Như vậy thì bây giờ nếu mà căn cứ vào trong cái vấn đề nhân quả ấy thì bây giờ chúng ta hãy cố gắng, hãy cố gắng làm lành, cố gắng làm phước, thì bây giờ những cái nhân lành của chúng ta tạo ra thì không bao giờ mất. Mà Đức Thầy cho chúng ta biết đó là trồng cây lành dĩ quả thơm tho, tuy không thấy mà sao không có mất. Là chúng ta trồng cái lành là thơm tho, là chúng ta không thấy nhưng mà sau này không có mất. Cho thấy mất nhưng không có mất, giữ tưởng còn nhưng thật không còn, của ti mòn phước đức không mòn sự còn mất do lòng chọn lựa. Cho nên bây giờ những cái việc gì chúng ta làm coi như là làm lành làm phước, là chúng ta ghi cỡm gom vào trong đó thì bây giờ không có mất đâu. Được có củ là nhờ lo cặm cụi, đắc đạo màu nhờ gội trần tâm. Như vậy bây giờ nếu như cái người giàu sang là nhờ cặm cụi, nhờ lo coi như là ghi cỡm. Còn mình bây giờ muốn được như vậy đó thì bây giờ chúng ta cũng phải ghi cỡm phước đức, công ráng bòn, đức lành ráng mót, tâm rèn luôn hạnh chuốc cho luôn. Công đức và tâm hạnh là nguồn lấy nó nối liền luôn với Phật. Cho nên bây giờ chúng ta phải bòn mót trong hàng ngày, hàng ngày cố công lượm lặt mỗi ngày, được nhiều hơn kẻ bỏ hoài suốt năm. Chim ghi đi lượm lúa vàng, lúa đâu chẳng thấy, thấy đàn thiếu nhi. Chống cờ biểu ngữ cùng đi lượm bông lúa sót đem về nhập kho, nhiều nhỏ góp lại thành to, nhiều bông lúa nhỏ mà nên kho lúa đầy. Nhờ vậy như là trong khi đó nhiều ngày ki cỡm vậy mình mới có được phước đức, phải không? Cố công lập lật mỗi ngày được nhiều hơn kẻ bỏ hoài suốt năm. Thọ tự ý mau chân nằm ngủ, không bằng gù lũ khu bò đi. Niệm lia chỉ được một thị, thua người mỗi bữa nhớ chỉ ít câu. Sự bền chí là đầu câu chuyện, không nhẫn kiên tu luyện khó thành. Có hành hay chẳng chịu hành, chứ đừng chấp lấy cái danh bề ngoài. Cố đi mãi thì đường dài gút ngắn, còn nghĩ luôn lộ cận quá xa. Nên hư bởi tại mình ra, chớ nên đổ lỗi rằng là tại ai. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cố gắng, hãy cố gắng tu hành, cố gắng bền chí. Đó là việc đạo đức, bất cần thối thắng chữ tu hiền, ngay thẳng lần hồi. Hồi xưa đó hen, chúng tôi đi núi cách nay cũng khoảng cỡ chừng 15 năm, 15 năm. Thì ở trên đó đó, quý vị mình hướng về trên đó, quý vị mình nhìn đó hen. Thì cấp đó đó, thì cấp khoảng cỡ chừng 5 giờ chiều. Tôi với hen, thì trong cái đoàn dẫn đoàn kỳ đó đi cũng đông lắm, đi từ 5 xe, 7 xe không. Mới lên ra đây, hồi đó xưa chụp hình đó, thì thợ chụp hình đó là cái máy trắng đen không à, chứ không phải như bây giờ có máy màu. Thì 5 giờ chiều đó, chúng tôi coi như là ra đây chụp hình cùng với ông Hai Tước nè, rồi anh Tuấn nè, rồi trong đó một hàng đứng một giả, nhưng mà cái người đứng sát tôi là ông Hai Tước chứ không Hai Tuấn. Thì quý vị biết Hai Tuấn phải không? Ông Hai Tuấn cái chiều cao ổng là 1m8, còn ông Hai Tước coi như là cũng 1m7 mấy đó, cũng gần 1m8, cao lắm, có mình tôi thấp thôi, chiều cao khiêm tốn nhưng không phải thấp. Tôi đứng giữa vậy, đứng một hàng vậy là 7-8 người để mà chụp hình. Thì cái ông thợ chụp hình từ đó đó, ổng chụp thẳng qua bên cái vách đây đây. Thì sau khi là chụp hình xong là không phải rửa liền như bây giờ đó, là cái bữa sau đó hen, là mới xuống dưới chân núi mà rửa bằng cái hình trắng đen. Nhưng mà ổng thấy được cái chỗ là lạ luôn, cái chỗ lạ này không thể tưởng tượng được, nghe nói mà nổi ấp. Thì bỗng nhiên coi như là trong khi chụp hình đó hen, là rửa cái tấm hình này ra tưởng đâu là hình nó bị hư, rồi rửa ra một cái tấm khác nữa nó cũng y như vậy, rồi rửa tấm khác nó cũng y như vậy luôn, là mấy tấm cũng y như vậy. Cái ông thợ chụp hình nói giờ thôi hết rồi, không còn cách nào khác, thôi giờ tôi đưa ông, bây giờ ông muốn trả tiền thì trả, rồi thôi chứ giờ hình nó đã vậy rồi. Thì quý vị mình biết cái chuyện gì không? Trong cái tấm hình đó đó, là trong đó đó hen, là có một cái người khổng lồ. Mà cái người khổng lồ này đấy hen, là cái chiều cao của cái anh Tuấn với ông Hai Tước đó là bề cao là 1m8, như là đứng có ngang cái chỗ nách của ông à. Đây là hình sự thật. Rồi giờ cái hình đó nó hen được lưu truyền coi như là không biết bao nhiêu, rồi truyền viết rồi giờ mất tiêu luôn, mất luôn. Mà trong đó là chính nhân là tôi nè, là nằm trong cái hoàn cảnh đó. Cho nên là ông Hai Tước hen, dưới là ông Út Tuấn hen, là chiều cao ổng như vậy đó mà đứng có ngang cái nhà cái nách. Còn cái bề ngang của một cái người khổng lồ này đó hen,
là một mình tôi đứng giữa hai bên, hai người nữa là quý vị mình biết là bề ngang ba lớn. Như vậy đó mà cái người đó coi như là nó trùm luôn cả người. Luôn cả người luôn. Mà coi như là trùm như vậy mà quý vị được biết đó hen. Không phải cái người đó đứng trước, cũng không phải cái người đó đứng sau. Nếu mà đứng trước đó hen, thì coi như là mình không thấy thân của mình. Nếu mà cái người đó đứng sau á, thì thấy mình mà không thấy người đó. Mà bây giờ nó lại coi như là vừa thấy mình mà vừa thấy cái người đó. Mà cái người đó cái mặt là trong khi đó là không có thấy nhận dạng rõ. Mà coi như là nó mờ như vậy đó hen. Coi như là nó khổng lồ. Thì bây giờ cái vách đó hen là lá cây hình này kia rồi đó hen. Là lá nào cũng thấy rất rõ. Mà ngược lại đó hen là cái người đó là không thấy. Như vậy đó quý vị mình biết. Còn tôi đó hen, hai người đó mà đứng có ngang nách còn tôi còn thấp hơn nữa. Thấp. Ha. Rồi quý vị biết chuyện việc gì xảy ra không? Không biết trùng hợp hay là cái câu chuyện đó như thế đó. Rồi cái hình bắt đầu nó chuyện nó đưa ra bắt đầu ở trong cái lúc đó đó hen, là khắp xứ coi như là ở dưới tôi đó hen, là ai coi như là cũng coi cái tấm hình đó coi như là đồn gần ở trên trời. Rồi không biết làm sao mà nó xảy ra coi như là tôi bị đau nha. Nó đau một trận hen, là quý vị mình được biết năm 1979 đó hen, là tôi đau một cái khủng khiếp luôn. Đau là xanh. Quý vị đã ở đây được biết này, đi chung tôi đó hen, là không thể nào mà nói tôi sống chân trời. À, cho nên nó là tôi đau coi như là lúc đó coi như là còn da bọc xương còn có 35-36 kg thôi. À, coi như là tất cả các bệnh viện An Giang, bệnh viện là Cần Thơ, bệnh viện Thốt Nốt, bệnh viện Sa Đéc, bệnh viện thành phố, bệnh viện nào cũng nằm hết. Nói quý vị mình là cảm thông cho hen, cái đau của tôi là có tiếng luôn, không có cái gì bằng coi như là cái đau hết. Đau như vậy là không có thầy thuốc nào mà chữa trị được hết. Đi tới trên coi như là thành phố ở trển hen, rồi nằm ở trển, rồi coi như là bác sĩ điều trị suốt trong thời gian gần coi như hơn nửa tháng trời. Rồi bác sĩ nói thôi giờ thầy về đi, bây giờ không có cách nào trị nữa chứ. Bây giờ về đi, rồi từ từ coi như là cái nghiệp nó hết thì hết. Rồi bác sĩ mà còn phải nói vậy. Mà quý vị được biết cái hen, là có khi nào đó hen, là cái bệnh nhân mà bác sĩ điều trị đó mà có khi nào mà mời không? Mà tôi là bệnh nhân mà mời lại cái phòng của bác sĩ luôn. Mời lại cái phòng của bác sĩ trên thành phố á, mời để mà chẩn đoán hội hết trơn tất cả các bác sĩ chuyên khoa để mà chẩn đoán cái bệnh đó, mà mời tôi ngồi vô trong cái phòng ngồi để mà tư vấn luôn đó quý vị mình biết cỡ bà nào. À, nghe đạo kìa chú. Hả? Nghe đạo rồi, đó nghe. Ừ. Rồi bây giờ để kể luôn đó hen, là suốt trong thời gian như vậy đó hen, là tôi ăn cháo là 3 năm ăn cháo, mà quý vị được biết á, ăn cháo 1 ngày 2 ngày 3 ngày nó còn ngán rồi phải không, mà suốt trong thời gian vậy là 3 năm ăn cháo không. À, như vậy thì bây giờ từ trong cái chỗ mà phát hiện ra cái tấm hình như vậy đó hen, mà không biết trùng hợp hay là như thế nào mà cái nghiệp tôi sao nó không biết hen, mà về cái trận đó tôi đau coi như là không thể tưởng tượng, đau nghĩ rằng coi như là chết không, nó không thể nào sống được, nhưng mà có duyên may đó nghe, là Phật pháp coi như là nó còn. À, cho nên coi như là trong thời gian uống thuốc không có thấm thiết gì trân trọng, rồi từ từ coi như là trong khi đó rồi nhân viên của mình làm đạo riết, rồi từ từ coi như là nó giảm. Nó giảm rồi nó hết tới giờ coi như là trong khi đó giờ làm đạo coi như là tự nhiên giờ cái sức khỏe nó phục hồi lại là bình thường. Rồi bây giờ để trở lại đó, là quý vị được biết nên cái vùng coi như là Thất Sơn này, cái vùng năm non bảy núi này nó rất là thiêng liêng, rất là mầu nhiệm. Còn cái chỗ mà mình kỳ quặc, cái chỗ mà gặp cái chuyện kỳ lạ như vậy đó hen, thì nghĩ rằng tôi cũng không có phạm thượng gì, tại vì mình chụp hình thôi chứ không có chuyện gì, nhưng mà lại thấy cái cảnh trạng vậy. Còn cái chỗ đau đó thì tôi nghĩ rằng cái nghĩa là chụp hình xong về coi như là có mấy ngày sau là nó đau tới luôn, nhưng mà không biết cái này là cái trùng hợp sao, cái chuyện đó coi như là mình cũng chưa được đoán ra ngang, nhưng mà mình thấy như là có cái chuyện đó nó xảy ra như vậy, rồi kể cho quý vị nghe như vậy ngang. Chứ thật sự ra đau nó cũng phải do nó cái nghiệp nữa chứ không phải là không, tại vì mỗi người chúng ta tạo ra cái nghiệp thì bây giờ nó phải bệnh, nhân sanh đa bệnh giả giai tùng sát nghiệp trung lai. Con người chúng ta sở dĩ mà đau bệnh nhiều á, là do nơi cái nghiệp sát mình coi như là tạo nhiều. Cho nên khi mà nghiệp sát mình tạo nhiều, cho nên trong khi đó tôi uống hoài không bao giờ hết. Tôi nghĩ rằng bây giờ ba cái tiền thuốc nữa uống hoài không hết, cho nên thôi giờ tôi không thèm uống thuốc nữa, không uống nữa. Mà bây giờ tôi thả cá à, vì coi như là bây giờ thả cá, gặp cá thả, gặp ếch thả, coi như là gặp cái gì cũng thả, mua thả thôi, giờ không lấy cái tiền uống thuốc đó, bây giờ không uống, bây giờ thả cá phóng sanh. Như vậy mà nó từ từ coi như là nó giảm, nó hết. Bởi Đức Thầy mới nói rủi ốm đau bởi tại căn tiền, hoặc hiển kiếp làm điều bạo ác, phải ăn năn phước điền tạo tác, lo thuốc thang khẩn giá Phật trời.
Đó tất nhiên là mình phải tin vào trong cái lực nhân quả. Cho nên Đức Phật khi xưa đã để lại cho tất cả các vị đệ tử là cái giáo pháp của Ngài đó, là nhân quả là đầu tiên, không có cái gì hơn nhân quả. Vì vậy cho nên người tin vào trong đạo Phật là phải tin nhân quả. Nếu chúng ta không tin vào trong nhân quả là không bao giờ tu được, có bác anh em chứ đồng đạo. Vì vậy cho nên nếu như chúng ta tạo nhân nào thì hưởng cái quả nấy, không bao giờ sai trật được hết. Từ cái con người thấp cũng do nơi nhân quả, từ con người mà cao hay là thông minh hay là ngu si hay là giàu sang hay là nghèo hèn cũng đều do nơi nhân quả. Kiếp trước mở hồ bao bố thí nên kiếp này địa vị giàu sang, cũng như quý vị giờ giàu đó là kiếp trước coi như là có như là bố thí, phải không? Còn kiếp này bỏng sẻn tham gian, kiếp sau đó khó nghèo nàn tả tơi, nghiệp dâm đảng xăm nơi đĩ đếm, nghiệp rượu chè sanh chốn tử lâu, nói sơ kể chẳng hết đâu, nghiệp đâu sanh đó khó hầu đi sai. Cho nên coi như là cái nghiệp đâu tạo đâu thì coi như là nó sẽ sanh đó, phải không? Giống đã gieo người dẫu có quên, đúng ngày khắc tự nhiên nó đến. Nghiệp lực rất mạnh vô bờ bến, ngàn muôn năm cũng chẳng mất đâu. Giống nghiệp càng chăm gốc rễ sâu, càng nảy nở về lâu khó nhổ. Vì vậy cho nên mình đã tạo ra cái nghiệp giống rồi đó, mình bỏ quên thiệt. Có nghĩa là mình tạo ra bỏ quên, nhưng mà thật sự ra cái nghiệp nó không bao giờ mất. Đúng ngày tháng mọc lên nhất định ha. Ví dụ như bây giờ tôi hỏi tiền chị, phải không? Thì bây giờ tôi hỏi tiền chị tất nhiên là tôi quên. Một ngày hỏi như là 5.000, hồi ngày hỏi 3.000 hỏi quên, nhưng mà chị đâu có quên tôi đâu, phải không? Ông này thiếu nợ tôi nè, ông này không chịu trả tôi nè. Nhưng mà mình hỏi nợ cái mình quên, còn mình tạo nghiệp cái gì có như là mình cũng bỏ qua cái mình quên. Quên thật sự là quên, nhưng mà bây giờ cái chuyện nó đến rồi tất nhiên là mình phải trả thôi, không bao giờ sai trật được, phải không?